Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn rất vinh hạnh khi nhận được sự quan tâm của tổ chức giáo dục VVOB cùng với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang khi được chọn là đơn vị tổ chức ngày hội học thông qua chơi vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2023. Với sự tham gia của 100 em học sinh đến từ khối 1, 2, 3 và 100 quý phụ huynh là bố mẹ của các em đến từ 3 khối cùng với sự hỗ trợ của tổ chức VVOB, các cấp lãnh đạo và tất cả giáo viên trong nhà trường đã tạo nên một ngày hội vô cùng thành công, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đến với chương trình ngày hội học thông qua chơi sẽ là một trải nghiệm thật tuyệt vời với 6 góc: phát triển nhận thức, phát triển trí sáng tạo, phát triển tình cảm xã hội, phát triển cảm xúc, phát triển thể chất và cuối cùng là chơi tự do.
để quý cha mẹ học sinh và các em cùng nhau học mà chơi, chia sẻ những kinh nghiệm hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong học tập ở nhà cũng như ở trường một cách hiệu quả nhất. Với cách thức tổ chức như kế hoạch của nhà trường, phụ huynh cùng các em được chia thành 5 nhóm và hoạt động di chuyển vòng tròn đến các góc. Ở mỗi góc sẽ được trải nghiệm các hoạt động khác nhau. Tuy vậy, sau mỗi hoạt động, các em và phụ huynh đều có những kiến thức bổ ích, hoạt động vui vẻ, hào hứng, tương tác, trải nghiệm và có nhiều ý nghĩa tích cực. Đó cũng chính là mục tiêu của việc tổ chức ngày hội này. Qua ngày hội này,
có thể khẳng định rằng học thông qua chơi giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của bài học, huy động sự tham gia tích cực, cho học sinh nhiều cơ hội để thử nghiệm, tăng cơ hội tương tác xã hội và tạo niềm hứng thú cho học sinh với việc học, đồng thời nâng cao năng lực của giáo viên nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện nhất, tạo ra một thế giới học tập suốt đời, góp phần đạt được các mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Peace.